đâu mà có. À, chào bà con nghe, nói thiệt có con gà 65 này. Đẹp cực kỳ nè, chưa rửa mà đẹp dữ rồi con. Gà 65 6 người rưỡi nha. 2500 vòng trên phút tôi nhanh. Con đẹp lạnh lùng luôn. Sơn bọng còn mới chát luôn. Bồn trắng luôn. Nó con nào còn đẹp đó con. Đèn đuốc nè. Sáng tươi, chưa chùi rửa đó. Tem bọng được còn luôn nè. Hốc bảy màu là ngon lành. Quá đẹp. Con này quá đẹp mà. Đây con nè. Quá đẹp, con này rửa lên cũng đẹp lắm nè. Gà 65. Wow. Quá đẹp. Khó rửa, chùi rửa lên. Quá đẹp bà con ơi. Lóc bát còn xanh vàng luôn, nước sơn còn xanh xanh luôn. Đẹp lắm. Ngon lành luôn. Hai con không nào cũng đẹp các bà con. Đẹp cực kỳ luôn nè. Quá đẹp bà con ơi. Alo. Năm ký sáu, ký sáu ký rưỡi. Ổn anh, nó chuẩn nhất trong vòng đó, nó xịn đó. Đẹp luôn ơi, quá đẹp luôn. Hôm nay về bà con chạy bơm nước trở lại là cả đời luôn. Đẹp từng con ốc luôn mà. Ốc sơn chưa chóc miếng luôn nè. Quá đẹp. Gà 65 là 6 người rưỡi bà con, 2450 vòng trên phút. Tốc độ tối đa là 2500 vòng trên phút. Đẹp quá bà con ơi, quá đẹp luôn. Đẹp cực kỳ luôn. Hiếm mấy con đẹp dữ lắm bà con. Lâu lâu mới được con này thôi. Gà 65. Đẹp như trong thùng. Quá đẹp luôn ơi. Alo. Có anh, có sẵn. Con nào ta? Quá đẹp bà con ơi. Rồi bà con nào có nhu cầu alo nha, 0886356707. Gà 65. Ủa, con này cũng khá đẹp. Bô bọng trắng như là con nào. Con nhìn cái bô trắng ít xài nè. Nhìn bô trắng ít xài nè. Nhìn cái bô này trắng ít xài nè con. Đèn đuốc đầy đủ luôn. Đẹp từng tăng cm luôn. Ốc còn 7 màu luôn bà con. Quá đã luôn. Nước nôi rồi còn là vô địch luôn nè. Nước còn luôn nữa không. Quá đẹp luôn. Dậu đẹp bà con. Quá đẹp. Quá đẹp luôn. Thầy đa số chia sẻ nhiều. Đa số cái dòng này ít nhật ít xài mà, mấy dòng bông nước nè, mà ít xài lắm. Nó đẹp vậy nè, quá đẹp luôn. Chưa chùi rửa mà đẹp vậy nè. Quá đẹp. Đâu trắng cái đó rồi bà con. Chưa chùi rửa mà đẹp vậy nè. Chùi lên đẹp cỡ nào nè. Quá luôn. Gà 85. Gà 65. Sơn móc còn nguyên trà, dẹp luôn bà con ơi. Rồi bà con có nhu cầu luôn à, 0886356707.